Xin chào quý đại lý và quý khách hàng. Hôm nay hàng nhập khẩu Âu lại gửi đến quý đại lý và quý khách hàng một video nữa, giới thiệu về một sản phẩm đông trùng hạ thảo. Đó là viên hoàn đông trùng hạ thảo của công ty Samsung Bio Pharma. Đây là viên hoàn trong cái hộp nhựa có 10 viên. Được trong những năm vừa qua cũng được khá nhiều các khách hàng quan tâm và sử dụng. Thế thì đây là một cái thương hiệu mới, Samsung Bio Pharma là một công ty nhỏ của Hàn Quốc, không phải công ty lớn đâu, công ty nhỏ thôi ạ. Hàn Quốc có công ty Samsung, Samsung mà có cái chữ Samsung có cái hình elip này này. Thì đây là tập đoàn Samsung, người ta có một cái công ty Samsung nhỏ là Samsung liên quan đến bảo hiểm người tiêu dùng. Thì những cái sản phẩm Hàn Quốc nào mà có cái này, nghĩa là có bảo hiểm người tiêu dùng. Nếu người sử dụng mà có vấn đề gì đó chẳng hạn thì công ty này họ sẽ chịu trách nhiệm liên quan đến bảo hiểm sử dụng. Những sản phẩm mà có xuất xứ từ Hàn Quốc thì được gắn cái cờ Hàn này. Đây là công Samsung Bio Pharma. Đây là một công ty nhỏ thôi. Công ty này thì người ta cũng có nhà máy sản xuất các sản phẩm viên hoàn, nhưng mà người ta làm thương mại là chính. Thì đây là một trong sản phẩm được đánh giá cao của công ty này. Thì một thùng nó có 100 hộp như này, mỗi một hộp có 10 viên. Đây là hai đầu là có tem của nhà sản xuất. Đây là 10 viên hoàn. Mỗi một viên này là có trọng lượng là 3,75 gram. 3,75 gram này là cái trọng cái quy cách mà gần như là mặc định của Hàn Quốc. Thì các viên hoàn thì thông thường là có trọng lượng 3,75 gram. Từ cái sản phẩm 10 viên như này thì đến 30 viên hoặc là 60 viên. Đây là viên hoàn đông trùng hạ thảo thì được chiết xuất chính từ thành phần đông trùng hạ thảo. Ngoài ra là kết hợp với những vị thuốc quý khác của Hàn Quốc. Thế còn đông trùng hạ thảo như thế nào thì hàng nhập khẩu Âu cũng đã có một số video khác giới thiệu về các sản phẩm đông trùng hạ thảo rồi. Tuy nhiên trong video này thì cũng sẽ giới thiệu qua thêm một chút để cho quý vị nắm được. Đây, quý vị có thể nhìn thấy này. Dập rất là cẩn thận. Đây là dập bằng máy. Trong này là có một viên hoàn nó to như ngón tay này. Quý vị có thể nhìn. Cái trọng lượng là 3,75 gram. Rất là chắc chắn. Đấy. Sử dụng xé thông thường cái này là phải rất mất thời gian mới đứt. Tôi bảy mấy cân mà tập gym cũng còn xé không nổi đấy, để chắc chắn hạn này không phải cắt. Đây đây là một viên hoàn của họ này. Ánh sáng sáng quá. Đây, quý vị nhìn này. Màu nó là khá giống cái màu của cái đường đường đen Hàn Quốc. Một viên này là có trọng lượng 3,75 gram. Đây là viên hoàn đông trùng hạ thảo của công ty Samsung Bio Pharma. Thế thì nếu mà giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo này thì có thể có một số những cái thông tin như sau. Đầu tiên thì cũng phải giới thiệu qua là đông trùng hạ thảo nó là gì đấy. Thì quý vị cũng có thể là biết rồi thông qua các trang mạng. Thì đông trùng hạ thảo nó là một loại đông dược quý.
bản chất của nó là một dạng ký sinh của cái loài nấm thôi, trên cơ thể ấu trùng của một loài vải bướm. Dược tính của nó thì đã chứng minh là được chiết xuất từ cái nấm mà nó được sử dụng lâu trong y học cổ truyền Trung Hoa, và nhất đặc biệt là trong những cái y học cổ truyền của Tây Tạng ấy. Thì người ta nhắc nhiều đến cái loại đông trùng này. Thì mùa đông nó là một loại côn trùng, nhưng mà mùa hè thì nó lại là một loại cỏ. Cho nên là mùa đông thì là đông trùng, hạ thì thảo, thảo là cỏ. Mùa đông là côn trùng, nhưng mùa hè thì lại là cỏ. Nó rất là lạ, đông trùng hạ thảo. Thế thì cái tác dụng của đông trùng hạ thảo này đối với cơ thể thì có lẽ là cũng có hàng hàng trăm những cái bài viết mà quý vị có thể đọc ở trên mạng. Thì trong đó là có thể nói là phải nhấn mạnh thêm một số điểm. Thì cái đặc điểm đầu tiên chẳng hạn là cái tác dụng của cái đông trùng này là trong cái sinh khối của cái nấm đông trùng hạ thảo này thì nó chứa tới tận 17 cái axit amin. Nó là những cái nguyên tố vi lượng mình rất nhiều những cái khoáng chất quan trọng. Trong đó là có cái khoáng chất mà quan trọng bậc nhất thì là cái thuật ngữ chuyên ngành nó gọi là adenosine hoặc là selen. Thì đây là những cái vi lượng mà rất là cần thiết cho cơ thể. Nếu mà sử dụng đúng cái cách, đặc biệt là giống như là chiết xuất ra thế này rồi này, thì nó có rất nhiều những cái ích lợi tuyệt vời đối với cơ thể của con người. Thì một vài những cái tác dụng chính của cái viên đông trùng hạ thảo này và các loại đông trùng hạ thảo nói chung mà hàng nhập khẩu ở Âu đang phân phối, thì cái chức năng chính số 1 đầu tiên khi nhắc đến đông đông trùng hạ thảo là người ta phải nhắc đến cái công dụng là nâng cao cái hệ miễn dịch. Thế thì đặc biệt là nhân tiện nên đang có cái dịch corona, dịch covid này, thì cũng giới thiệu thêm cho quý vị một chút liên quan đến hiểu sâu hơn về cái hệ miễn dịch. Thế thì quý vị cũng biết là cái hệ miễn dịch nó là một cái bộ phận rất là phức tạp, đặc biệt trong cơ thể, nó có ở mọi nơi trong cơ thể, đầu cổ cánh chân tay của chúng ta là có hết. Thế thì cái tác dụng của cái hệ miễn dịch này, cái công dụng của nó là nó chống lại cái sự xâm nhập của những kẻ mình cứ gọi là kẻ ngoại lai đi, ví dụ như đặc biệt như là virus này và vi khuẩn này, nấm gây bệnh này. Nếu mà không có cái hệ miễn dịch này thì có lẽ là con người chúng ta chắc là tèo trong vài trong trong 1-2 tuần thôi. Thì người ta chứng minh là trên mỗi một cái cm vuông trên cái bề mặt da ấy, thì có hàng chục nghìn cái các loại mà vi sinh vật nó sẵn sàng tấn công cơ thể bất kỳ lúc nào, nó cư ngụ ở trên đó. Và khoa học cũng chứng minh là cứ 100.000 trẻ em ấy, thì có một em bé sinh ra cũng không có cái hệ miễn dịch này. Thế nên là cả đời của em bé là sống trong cái môi trường là vô trùng trong bệnh viện. Hoặc là quý vị có thể thấy những cái bệnh nhân bị không may mà bị AIDS, thì cái virus HIV nó cũng phá hỏng hệ miễn dịch này. Thì thông thường là người ta hay bị mắc những bệnh bệnh truyền nhiễm khác, đôi khi không 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 chết vì AIDS mà chết vì những cái bệnh truyền nhiễm khác. Thế thì cái nhiệm vụ mà bảo vệ bên ngoài của hệ miễn dịch ấy, nó là còn sàng lọc những cái tế bào đột biến bất thường bên trong cơ thể mà có khả năng mà gây ung thư ấy. Thế thì trước khi mà để nó chuyển sang được ung thư thì đã được cái hệ miễn dịch này tiêu diệt để trước khi mà nó gây bệnh. Thế thì trong thì chúng ta mà khi sinh ra thì cái hệ miễn dịch này lúc mà mình sinh ra thì đã được gọi là hệ miễn dịch bẩm sinh. Cái em bé sinh ra thì người ta thường hay khuyến cáo là sử dụng cái sữa sữa non của mẹ trong những cái giây phút đầu đời ấy, thì nó cũng góp phần là tăng cường cái hệ miễn dịch cho em bé. Thì hệ miễn dịch đó là hệ miễn dịch bẩm sinh. Thế còn lại là khi mà chúng đã trưởng thành rồi thì cái hệ miễn dịch của chúng ta là phải tự hoàn thiện. Tự hoàn thiện thì cái quá trình phát triển đó gọi là hệ miễn dịch thu được. Thì khi mà trưởng thành rồi chẳng hạn thì chúng ta lại tiếp xúc với quá nhiều những cái bệnh tật khác nhau và quá nhiều những cái vi khuẩn ngoại lai khác nhau, và hệ miễn dịch của chúng ta thì không phải lúc nào cũng cũng hoàn thiện, cho nên là chúng ta cần phải nâng cao bổ sung bằng những cái thực phẩm chức năng này để nó nâng cao cái hệ miễn dịch. Thế thì nói về cái cơ chế của hệ miễn dịch thì có lẽ nó cũng cũng rất nhiều những cái dài dòng văn tự lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà có cái hệ miễn dịch tốt thì trong khi mà chúng ta mắc một số những bệnh như là bệnh cúm này, thì cơ thể chúng ta sẽ tự tiêu diệt những cái virus để khỏi bệnh trong vòng 1-2 tuần thôi, hoặc 1 vài ngày. Cái phản ứng của cái hệ miễn dịch mà nhanh ấy, thì tiêu diệt cái virus hiệu quả nó càng cao. Giảm tổn hại do virus gây ra trong cơ thể. Nhưng mà nếu mà cái hệ miễn dịch chúng ta kém chẳng hạn thì chúng ta rất dễ bị vi khuẩn virus nấm tấn công. Thì đấy là cái đầu tiên là chúng ta cần cái tác dụng của nó là nâng cao cái hệ miễn dịch.
Cái tác dụng thứ hai mà người ta nhắc đến cái đông trùng hạ thảo ấy, là giúp chúng ta là chống cái mệt mỏi để cho cơ thể. Thế thì cái đông trùng hạ thảo nó có cái tác dụng điều tiết cái nội tiết tố trong cơ thể, nó tăng cường cái tuần hoàn máu và nhanh chóng loại bỏ những cái chất bã trong cơ thể, những cái gọi là lactic acid. Thế khi nhắc đến đông trùng hạ thảo thì người ta còn có một cái nữa là người ta nhắc đến cái công dụng liên quan đến cái bổ thận tráng dương. Đấy. Chúng ta hay nói bổ thận tráng dương, nó tăng cường cái sinh lý cho cả đàn ông đàn bà. Thế thì những cái bệnh như là liệt dương, di tinh, đau lưng mỏi gối, đổ mồ hôi trộm thì đều ảnh hưởng đến cái chức năng tình dục cả. Thì cái đông trùng hạ thảo này có cái tác dụng liên quan đến bổ thận tráng dương. Và một cái tác dụng nữa thì cũng giống như là hồng sâm của Hàn Quốc ấy. Thì người ta nhắc đến đông trùng hạ thảo cũng như hồng sâm là phải nhắc đến cái tác dụng chống lão hóa, để chống oxy hóa, để chống lại các gốc tự do. Ba cái hoạt động chống này là gắn liên quan đến cái việc là lão hóa cơ thể. Thì cái viên hoàn đông trùng hạ thảo này thì nó có tác dụng đào thải cái gọi là radical, là nó có tác dụng có hại cho cơ thể, cho nên là nó chống được cái lão hóa và kéo dài cái tuổi thọ. Tiếp nhắc đến cái đông trùng hạ thảo này thì người ta còn nhắc đến cái tác dụng liên quan đến cái phòng bệnh tim mạch. Thì đông trùng hạ thảo này nó có tác dụng là liên quan đến cái hạ đường huyết, hạ đường huyết, hạ huyết áp, chống rối loạn nhịp tim và điều tiết cái oxy cho máu. Thế cho nên là đông trùng hạ thảo này thì thông thường là những đặc biệt những người mà có cái bệnh như tiểu đường hạn này, huyết áp cao mà sử dụng cái đông trùng hạ thảo này thì rất là tốt. Một số những cái tác dụng khác nữa mà người ta cũng nhắc đến đông trùng hạ thảo này và đôi khi là nhân sâm, thì hồng sâm người ta cũng có nhắc đến, nhưng mà đông trùng hạ thảo này thì thường người ta nói là các tác dụng còn cao hơn nữa, đó là liên quan đến cái tan đờm này hoặc là giảm hen suyễn. Thế thì vì sao người ta nhắc đến cái này? Bởi vì đông trùng hạ thảo nó rất tốt về thận, loại phổi, cầm máu và tan đờm để cải thiện chức năng phổi. Những cái người mà bị viêm phế quản mãn tính ấy, hoặc là hen suyễn ấy, thì sử dụng những cái viên hoàn đông trùng hạ thảo này thì rất là tốt. Hoặc là một số những cái bệnh mãn tính thì sử dụng cái viên hoàn này thì có cái tác dụng rất là tốt, như ví dụ như viêm gan này. Thì nếu mà ví dụ như là viêm gan chẳng hạn thì sử dụng hồng sâm thì người ta cũng nói rằng là cũng cần cân nhắc nhỉ. Nhưng mà nếu mà viêm gan chẳng hạn thì sử dụng cái viên hoàn này thì rất là ok nhỉ. Viêm dạ dày này hoặc là viêm phế quản, hen suyễn mãn tính, vân vân, thì sử dụng cái đông trùng này thì rất là tốt. Thế thì đây quý vị thấy rằng là một hộp của nó có 10 viên, giá của nó là rất là rẻ. Giá lẻ của nó chỉ có trên 200 nghìn thôi, còn giá sỉ của nó thì phụ thuộc vào số lượng. Thì hàng nhập khẩu Âu ngoài bán cái sản phẩm này cho các trung tâm hội thảo, thì các quý khách hàng nào mà có nhu cầu mua thêm thì có thể liên hệ với hàng nhập khẩu Âu theo cái địa chỉ website là hàng nhập khẩu Âu.vn, hoặc là số hotline của kho hàng là có sử dụng cả Zalo là 098 679 8008. Thì bên cạnh cái viên hoàn đông trùng hạ thảo 10 viên này thì hàng nhập khẩu Âu còn bán hàng chục loại khác nữa, của 20 viên, xin lỗi, là 30 viên hoặc là 60 viên. Thì đông trùng hạ thảo của Bio Ginseng, sâm trùng hạ thảo của Kangwa, rồi của Đê Đông, của KGC, vân vân. Rất nhiều các sản phẩm khác nhau liên quan đến viên hoàn đông trùng hạ thảo như này. Xin cảm ơn quý vị đã còn sử dụng, xin lỗi. Thế còn sử dụng thì cái viên đông trùng hạ thảo này thì quý vị cứ sử dụng một ngày trung bình 1 viên đến 2 viên. Thì cách dùng thì chúng ta cứ sử dụng trước khi ăn, ví dụ như là nên sử dụng buổi trưa hoặc là buổi tối, thì trước khi ăn khoảng 30 phút thì quý vị nên sử dụng 1 viên này. Nhưng mà cái cách sử dụng thì có lẽ là chúng ta cũng không nên uống những cái viên hoàn như này này, thì chúng ta không nên uống, mà cái cách sử dụng tốt nhất là chúng ta nên ngậm để cho nó tan dần trong miệng. Thì một cái viên này nó sử dụng khoảng tầm 10 15 phút thì nó sẽ tan hết thôi. Thì khi sử dụng như thế chẳng hạn ấy thì nó sẽ thẩm thấu vào ruột của chúng ta, nó tốt hơn là chúng ta uống nước. Uống nước thì nó sẽ tiêu hóa nhanh và nó sẽ đào thải qua đường bài tiết rất là nhanh, bao gồm cả những cái chất ở trong này tốt nữa. Xin cảm ơn quý vị đã
theo dõi. Xin gặp lại ở những video sau.